Rồi, ok, mến chào quý anh chị, bà con, cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì ngày mới chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Thì như các bạn đã biết thì còn hơn một tháng nữa là sẽ tới Tết âm lịch nha các bạn. Thì nhu cầu trang trí Tết thì rất quan trọng. Thì đặc biệt trong nhà mình thì cần phải có một cành mai hay một nhánh mai ha. Thì hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách để là làm mai giả mà thật đẹp trong nhà ha các bạn. Đây là một cái chậu mai mình đã trang trí hồi khoảng năm rồi các bạn, cách này cũng gần một năm các bạn, thì nó còn rất tươi và rất đẹp ha. Đây để mình quay cho các bạn xem nha. Đó. Đây là cái chậu mai mình đã làm và tự tay mình trang trí ha. Đó. Đây là cái chậu bằng mủ mình đã mua nè. Đó. Bên trong mình đã đổ đá vô để mình giữ cho cái chậu nó được cứng cáp và không bị ngã ha. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình làm một cái chậu mai giả tương tự như vậy. Đó, thì nguyên liệu của mình hôm nay gồm có nè. Đây mình đã đặt sẵn mai bông mai giả ở trên mạng tên là Shopee như bạn. Ở đây là mình đã chuẩn bị một cái nhánh cây khô. Đó, nguyên liệu của mình thì các bạn có thể kiếm một cái nhánh mít ha. Một nhánh gì đó giống tựa như cái cành mai ha. Mà không thể thiếu đó là xuống bắn keo nè. Và đạn keo các bạn. Đó. Và một cái chậu. Ok các bạn, thì đây một cái chậu mình đã chuẩn bị sẵn. Để mình trang trí ra một cái cây mai như thế này. Đó. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình đi làm một cái chậu mai giả nha các bạn. Để mà chuẩn bị để trang trí trong nhà cho nó thật đẹp. Cái nhà mình cho có không khí Tết một chút. Rồi mình bắt đầu thôi các bạn ơi. Rộng rãi và thoáng mát ha. Thì đây giờ mình sẽ bắt đầu mình đổ đá vô nha các bạn. Thank you.
Rồi, ok các bạn ơi, như vậy sau khoảng 2 tiếng đồng hồ mình đã trang trí được thành công một cây mai giả này rất đẹp cho các bạn. Đây, từ trên xuống dưới ha, nhìn rất thật nha các bạn và rất sắc nét ha. Đây để mình ghim nó vô nhà để mình quay cho nó rõ hơn các bạn. Rồi, ok các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thành xong một trang trí một cây mai giả nha các bạn. Đây, để mình quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Đó. Thì đây cái chậu mình là đã mua ngoài chợ ha, cái chậu này khoảng 40 ngàn ha. Thì thân thì mình đã chọn thân cây của cây mít khô các bạn. Này bông mai mình đã đặt trên Shopee nè. Thì giá nó khoảng 40k các bạn, 40k một bịch thì cái tổng cộng cái cây mai này mình đã làm hết là khoảng 4 bịch nha các bạn. Đó. Thì nhìn nó rất thật và rất sắc nét các bạn ơi. Đó. Nhìn rất tươi. Đó. Thì cái này thì mình trang trí mình để trong nhà ha, để trước bàn trước cửa các bạn, rất đẹp các bạn. Đây các bạn, thì độ bền của cây mai này nó cũng rất lâu nha các bạn, nếu mà các bạn để trong nhà thì nó rất là bền, nó không có hư nha. Đó. Thì nói chung là cây mai kia của mình để trong nhà cũng khoảng gần hơn 1 năm rồi mà thấy nó vẫn còn đẹp các bạn và còn rất sáng các bạn. Đó, nhìn rất đẹp nha. Rồi thì mình chắc cũng xin kết thúc video đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.